Chào anh chị nha, giới thiệu cho anh chị một cái lô đất. Đi về phía này là ngã tư Long Thành này, phía kia là dự án Him Lam này, còn đi về phía này là Vin này anh chị nhé. Thì lô đất trong khu phân lô An Trì đây, cùng anh chị xem lô đất. Đây, chào anh chị nhé, mình vừa đứng ở chỗ ngoài đường 5 mới đi vào đây. Đây là khu phân lô An Trì nhé. Anh chị nhìn thấy đường này, đường rất là rộng, ba ô tô tránh nhau nhé, vỉa hè là 3 mét. Đấy, hai bên đây anh chị này. Thì giới thiệu với anh chị đây là lô đất này. Lô đất này diện tích cực kỳ tiêu chuẩn này. Từ cái lô đất này là 60 mét vuông này. Thì từ cái mép nhà người ta này sang bên này là 4 mét này. Cái diện tích của lô này là 60 mét vuông này. Đấy. Thì cái lô này đang là hướng đông nam. Thì nhìn về phía đây là phía tây này. Đây là phía bắc này. Đây phía đông này. Đấy, đây là phía nam này. Thì cái lô đất này ấy, thì nó trong khu phân lô thì điện đường trường trạm thì rất là ok. Với cái lô đất ở dưới 2 tỷ tại trung tâm Hùng Vương như thế này thì đây là một cái sản phẩm khá là ok. Thì cái phía này là sông Dế này. Đấy, qua cái đoạn kia là sông Dế này. Thì cái lô đất này thì ra đây là đường 5 mới này. Đi sang một chút là bệnh viện Sản Nhi 2 này, lùi lại một tí là dự án Him Lam 700 căn của Hùng Vương này, lùi lại một tí là trung tâm phường Hùng Vương đầy đủ. Và chúng ta đi ra đây rẽ phải là chúng ta ra Vin đầy đủ công năng. Thì quay cho anh chị đây là không gian của lô đất này. Đấy, đường cổng ngõ rồi không gian rất là yên tĩnh. Thì là vị trí ở đây thì khá là trong lành, không khí khá là ok. Nhà cửa người ta xây rất là đẹp đây anh chị này. Đấy, cái lô đất này diện tích rất là tiêu chuẩn là 60m2 ngang 4. Đấy, sâu 10 năm. Thì đây là cái lô đất mà thời điểm này giá này anh chị mua là khá là hợp lý. Nếu mà anh chị thấy cái sản phẩm này là hợp lý với anh chị thì anh chị hãy liên lạc với anh Minh ở sàn Ano Nhà Đất 365, số điện thoại 0388832303 để được xem đất, xem bìa, tư vấn, hướng dẫn. Rất là cảm ơn anh chị. Tiện ích ở xung quanh đây thì anh chị xem đất chi tiết thì anh chị sẽ hình dung một cách cụ thể. Như anh chị nhìn trên video này thì anh chị cũng đã nắm bắt được thông tin. Hẹn gặp lại anh chị ở những sản phẩm mới tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.